Cô đang hóng chuyện nhà cháu đấy ạ? À? Cái con bé này, sao mà nặng lời với cô thế? Chẳng qua là cô thấy cửa giả nó tăng hoang, cô khép lại cho nó an toàn. Có chuyện gì thế ạ? Em đuổi theo vợ đi. Mẹ chồng mày á, trước ăn nói nhỏ nhẹ văn phong lắm. Cô đừng có so sánh, mỗi thời mỗi khác. Thì cô có góp ý thế thôi. Mà bố chồng mày ấy, huyết áp đấy, ăn nói mà có lóe xoé thế nhá, không cẩn thận nhá. Lên xe anh chở ra chợ. Cô ạ. Ê, ra ngõ mà gặp gái này là hên lắm đấy. Đi cẩn thận đấy nhá. Dạ. Đấy, nhà cửa lại toang hoang thế này, có ngày trộm khênh hết mất thôi. Quá rồi. Không được hôn. Nếu bạn bố làm hỏng hàng của con thì bố sẽ đền. Bố vẫn tự kiếm được tiền, chứ nhờ đến tiền của anh chị. Từ nay bố không phiền con làm việc nhà nữa. Anh về nhà dọn cơm ăn trước với bố đi. Em mệt, không ăn đâu. Sao? Lại giận dỗi chuyện gì rồi? Chả làm sao cả. Em nhất quyết không nói đúng không? Em không nói là anh mặc kệ á. Nhưng mà sau này em đừng có nói là chồng không quan tâm gì vợ nữa. Để con xem, nó ăn nói như thế bảo sao bố không bực. Bây giờ bố muốn mời ai về nhà, bố phải báo cáo, phải xin phép vợ chồng nó à? Tính em Yến ý, thì cứ nghĩ sao nói vậy. Nhưng không có ý đó đâu bố. Bạn bè của bố, bố muốn mời ai về mà chả được ạ? À? Mà cũng có thể là hôm nay công việc của Yến không thuận lợi. Làm sale cũng vất vả lắm bố ạ. Áp lực doanh số. Như chồng con ấy, nhiều lúc đi làm về là cứ cáu ầm ĩ cả nhà lên ấy. Không thể viện cớ thế được. Cái điều quan trọng ở đây là cách ăn nói. Bố không chấp nhận cái việc con cái cãi nhau tay đôi với bố mẹ. Một đồ đạc quý của nó thì nó mang lên phòng. Vợ chồng nó cũng bừa bãi lắm cơ. Thôi được rồi, bố cứ bình tĩnh đã. Để con nói chuyện lại với em bố ạ. Thôi được rồi, bố đi nghỉ đấy. Dạ vâng. Bực mình không chịu được. Em nói như thế có gì là sai đâu. Tất cả cũng chỉ tại bố anh quá đáng. Bố anh cứ mở mồm ra là em lại bố anh. Đây là tiền nhuận bút cơ quan gửi cho bố ạ. Con nghĩ vì công sức của bố cho nên con mới nhận thôi. Còn nếu bố ngại đến cơ quan và không muốn nhận thì con sẽ tới tìm gặp chị Loan và trả lại ạ. Nhận thì cũng đã nhận rồi. Bây giờ mang trả người ta lại nghĩ là mình khinh tiền, còn mất mặt hơn. Số tiền này coi như bố đền cái số hàng hỏng ngày hôm qua của con. Bố nói như thế nghĩa là vẫn để bụng con ạ? Con đã nói từ nào là bắt bố phải đền chưa ạ? Nhưng làm hỏng thì phải đền. Bố đã nói vậy thì con xin cầm ạ. Thì đúng là con sẽ phải đền gấp đôi, cả tiền gốc lẫn tiền bán cho khách. Con xin lỗi bố vì những lời hôm qua. Hôm qua lúc nói chuyện với con, bố cũng hơi nặng lời. Đừng để bụng. Từ sau, nếu bố có mời bạn về nhà, thì bố cứ báo trước cho con để con sắp xếp công việc ạ. Ít nhất cũng không phải xoắn hết cả lên ạ. Rồi. Trưa nay anh Toàn sẽ về ăn cơm với bố. Bố muốn đi đâu thì bố cứ bảo anh Toàn đưa đi bố nhá. Con xin phép ạ. Thank you.
À, tôi nghe đây. Giờ là mấy giờ rồi mà giọng khê nồng như thế hả? À, tôi hỏi là về cái việc bàn thảo của ông Công. Hả? Tôi đến được, tôi đến ngay mà. Một chuyến taxi là đến ngay thôi. Này, cứ cà phê ven hồ nhá. Rồi. Bố ạ. Này, con có rảnh không? Cho bố qua răng một chút. Vâng ạ, con có việc gì đâu. Để con đưa bố đi. À, ý con là hôm nay ở trên công ty cũng ít việc. À, con đưa bố đi được ạ. Con ra xe chờ bố nhá. Sao anh có cái mùi gì như là mùi rượu nếp vậy nhỉ? À, hôm qua con giúp mẹ Yến mang một ít lá nếp cho một người bạn ạ. À, bà đã khỏi khớp chưa? Từ hôm biết tin mà chưa sang thăm được. Có gì mai đưa tôi sang nhé. Dạ vâng ạ, để con gọi trước. Chân mẹ Yến đau mà có ở yên trong nhà đâu ạ. Cô ạ. Chào cô. Em gửi anh bản khai nhân khẩu. Anh kê khai xong gửi lại em. Em tổng hợp để gửi ra công an khu vực. Vâng. Thôi anh và cháu đi đi. Vâng, chào cô. Này. Chỗ đấy phải chỗ vứt rác nhá. Bây giờ người ta mang rác lên vứt trước cửa nhà cô có chịu được không? Dạ chị ơi, chiều họ mới có kẻng thu gom mà bây giờ em đi có chút việc không chờ được chị ạ. Thùng rác to tướng ngoài ngõ, có vài bước chân thôi. Ai cũng như cô ấy, lấy đâu văn minh phố phường hả? À dạ vâng chị, thế là để em ra em dắt đi. Ô anh ơi. Hả? Yến nó sang này. Ừ. Anh có vào nhà uống nước tí không? Thôi, để lúc khác anh sang. Này. Ừ. Anh bảo cái. Ừ. Thôi, lúc khác em đi về đây. Ừ. À, gái mẹ lại sang đấy à? Lại là sao? À, bây giờ mẹ có chú Lễ rồi nên không cần con nữa đúng không? Hết giờ làm rồi, sao không về nhà chồng mà cơm nước? Sang đây ngồi làm gì? Mẹ đuổi con đấy à? Từ mai khỏi sang nữa. Này, mẹ nghe cái giọng đấy mẹ ghét lắm ý. Ngày xưa ấy, các cụ bảo á, có mẹ chồng nàng dâu. Thế bây giờ bên đấy lại thành có bố chồng nàng dâu. Việc bên đấy xong chưa? Hay là mẹ phải vác mặt sang? Chuyện còn con thì con giải quyết xong rồi. Quan trọng là chuyện đường dài cơ, chưa biết như nào. Còn như thế nào nữa? Phải cố gắng mà chịu đựng chứ biết làm sao. Lấy chồng ấy là phải lấy cả giang sơn nhà chồng. Mà bên đấy ấy, là gia đình gia thế, còn căn nhà nữa. Mày mà cứ phản ứng ra mặt chỉ có thiệt thân thôi con ạ. Mà từ mai ấy, thằng Toàn nó ngại về bên đấy ăn cơm thì cứ bảo nó sang bên này ăn. Mẹ không phải là bố chồng con cho nên không sợ mất sĩ diện gì hết. Được cái cả hai bố con cũng giống nhau cơ. Anh Toàn mới đi làm chưa quen việc, tiền thì chả thấy mang về, chỉ thấy vác tiền đi thôi. Tất cả cũng chỉ tại sĩ diện. Thì đấy, mẹ đã nói rồi, cá không ăn muối cá ươn. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng không thể sống được đâu. Tưởng mọi chuyện êm êm rồi, ai ngờ đến chạy xe không xong. Cái gì cũng phải từ từ rồi mới nhích lên được chứ mẹ. Mẹ cứ làm từ số 0 lên luôn số 10 ấy. Anh Toàn mới đi làm chưa quen việc, sau này chạy quen rồi á, kiếm là khối tiền. Thôi đi, mẹ thấy cái việc đấy nó cứ bấp bênh kiểu gì ấy. Mà thằng Toàn ấy, con nhà lính tính nhà quan, công tử bột, không biết là nó chịu đựng công việc này được đến bao lâu. Thế cho nên là tốt nhất là bây giờ này này, con về nhà con chịu khó con nịnh bố chồng con. Bảo bố chồng con xin cái việc gì oách oách cho nó làm. Sau này còn mày còn phải sinh con đẻ cái nữa, có cái lý lịch oách không thích à? Cái đấy quan trọng gì đâu mẹ. Thế với con, việc gì là quan trọng? Bây giờ con chỉ muốn kiếm thêm cái gì để buôn bán thôi. Chứ hàng tháng trông chờ vào chục triệu tiền lương bí bách quá. Con ạ,
mẹ thấy con có chuyên môn về mỹ phẩm, hay là con nhập hàng xách tay về mà bán, mẹ thấy chúng nó bán nhiều lắm ấy. Nhưng mà bây giờ con có ít vốn mà cũng không biết kiếm nguồn hàng ở đâu cho uy tín nữa. Để mẹ lo cho. Ờ, cô Dương đấy à? Tối nay có việc gì không? Sang nhà mình nhá. Có việc nhờ bà đấy. Ừ. Anh đang bận à? Xong việc thì gọi cho em. Hôm nay cuối tuần anh có quốc nào không mà cũng đi thế? Anh đi ăn sáng với mấy thằng bạn. Em phải cho anh xả hơi một tí chứ. Nhưng mà hôm qua bàn bạc thế nào? Đã bảo ở nhà để ý bố còn gì. Thì em để ý bố trước đi. Này, em có thấy chìa khóa xe ô tô của anh đâu? Đi chơi thì lấy xe máy của em đi cho tiện. Ô tô làm gì, tốn xăng lắm. Thì anh đi trước nhá. Ừ, chờ tí. Đã đến rồi á? Thì làm trận cho vui vui thôi. Ừ. Đây, đây. Rồi. Chú muốn đặt phòng ạ? À không. Cho chú hỏi, cháu có thấy cậu này vào đây thuê phòng không? Dạ, nếu chú muốn đặt phòng thì cháu lấy cho chú. Còn những việc khác thì cháu không biết đâu. Cháu cứ nói cho chú biết. Chú sẽ trả cháu một cái khoản tiền bằng đúng tiền thuê phòng. Đừng ngại. Anh nào ở đâu đấy? Về ngay đi, em bảo drama càng ngày càng hay rồi. Anh ơi, cho em lấy phòng nhá. À, vâng. Đấy, 2 năm rõ 10 rồi nhá. Khiếp, đi lại vẫn thoăn thoắt thoăn thoắt. Phong độ lắm. Mà bố vừa vào nhà nghỉ được 5 phút là có ngay một cô em trẻ măng đi theo. Sao em không vào bắt của tao? Điên à? Con dâu nào đi bắt bố chồng ở nhà nghỉ bao giờ? Mà mình có nên nói cho chị Thu biết không nhở? Có gì mà nói. Thế nhỡ anh có mẹ kế bằng tuổi em thì sao? Cả ngày ra đụng vào trạm xem có ngượng thối mắt ra không? Anh nhìn kỹ lại đi. Mà em cũng chỉ lo bố bị lợi dụng thôi. Anh có muốn gọi là mẹ trẻ không?
không phải gu của bố. Kinh, cũng biết gu của bố. Thế gu của anh như nào? Đang chuyện nọ sọ chuyện kia. Nói chung là bố không làm gì để mất thể diện đâu. Đấy là cái thời còn đội mũ đeo râu. Bây giờ bố nghỉ rồi, ở nhà rảnh rỗi lại cô đơn. Nhỡ ông cụ nổi hứng bung lụa thì sao? Cùng cánh đàn ông với nhau, anh khuyên bố một câu. Chứ như thế này á, mất thể diện lắm. Chuyện tế nghị thế, bố ai mà khuyên được. Mà thôi, mình cứ lơ coi như là không biết. Thế cả là bố đã kín đáo vào nhà nghỉ như thế rồi. Chắc chỉ kiểu thời vụ thôi. Có khi thế lại hay. Hay cái đầu của anh ý. Bố vừa ra viện, hết bong gân lại huyết áp. Bây giờ dính vào chuyện chống bỏi với mấy con nặc nô ấy. Xong chúng nó thổi bong bóng vào tai là có tí tiền dưỡng già chúng nó moi sạch. Rồi tiền mất tật mang, danh tiếng nhọ nồi á, đến chết không cọ rửa đâu. Này này này, em là con dâu ấy, dám nói xấu bố chồng thế à? Đấy là em nói thật, anh đừng có tự ái. Thì cứ cho là bố khôn khéo kín đáo đi. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, trong nhà anh lại xuất hiện một đứa bé cùng cha khác mẹ với anh. Nặng 3,5 cân thì vui đáo để đấy. Em đang đem bố anh ra để tấu hài đấy à? Bố anh biết, bố không bao giờ làm bất cứ chuyện gì để mất thể diện đâu. À, thế thì em lại nói cho anh biết. Trên đời này không có gì là không thể xảy ra nhá. Thì cứ xảy ra rồi cũng hay. Em đừng có suy nghĩ lung tung rồi suy diễn. Đi đâu đây? Đi kiếm tiền. Bạn nó rủ đi nhậu suốt mà chưa đi được đâu. Ơ này, thế thì đưa em qua nhà mẹ luôn nhá, em có tí việc. Tôi biết rồi, ngày mai gặp nhau. Gơm toàn chuyện vớ vẩn. Cô ạ, dạo này có tin gì vui không cô? Úi giời, vợ chồng chúng mày biết chuyện gì chưa? À, lại chuyện chia nhà đầu ngõ hai vợ chồng đánh nhau. Hay là chuyện bà Vân rủ mẹ 90 tuổi ngồi xe lăn đi đánh ghen à? Trai gái thì nói làm gì? Đây là chuyện an ninh phố phường cơ. Đêm hôm qua, vào lúc 0 giờ 30 phút kèm 29 giây, một kẻ lạ mặt trèo tường, cắt khóa nhà ông Dương, dắt đi một cái xe máy. Thế là xong phim. Cô yên tâm ạ, vợ chồng cháu lúc nào cũng cẩn thận ra vào khóa cổng. Cháu đi nhá. Vợ chồng mày thì cô nói làm gì? Chuyện này mới quan trọng. Ông Phương có vấn đề đấy. Bố cháu làm sao ạ? Sao với rằng gì? Bố mày làm công tác văn hóa văn nghệ, có để ý gì đến chuyện phố phường đâu. Hôm vừa rồi cô đi ngang qua đây, cửa giả lại toang hoang ra. Sao bố cháu lại bất cẩn thế cô nhỉ? Cô mới hoảng quá, cô phi thân vào giữa sân gọi ời ời. Một lúc sau mới thấy chàng lững thững từ trên gác đi xuống, trông cũng như người mộng du ấy. Hóa ra mải đọc bản thảo, quên khóa cổng. Này, mặt mà bất thần như thế mà, cô nghĩ khi bố mày đang yêu. May quá, may mà có cô. Thôi, bọn cháu xin phép nhá. Bọn cháu chào cô ạ. Dạ vâng. Ơi, cái bọn này. Đã là thằng đàn ông ấy, thì ai chả nhìn ngang ngó dọc. Nhưng bọn trẻ bây giờ nó khác mình quá. Thời chúng mình coi chuyện tình yêu và hôn nhân là trọng đại. Đấy, như hoàn cảnh của tôi với ông, quá vợ bao nhiêu năm rồi, nhiều khi cũng cảm thấy trống trải, cô đơn, cũng rất muốn có một người làm bầu bạn. Thế nhưng cứ khi có ý định lại trông trước ngó sau, trăm thứ ràng buộc. Thế ông định giải quyết chuyện thằng Toàn thế nào? Tôi không muốn con Yến nó biết chuyện. Nhưng nếu làm như vậy thì là mình nói dối, bao che tội lỗi cho con mình. Mà đến lúc nó biết chuyện thì... Tôi nghĩ chuyện thằng Toàn ra ngoài chắc cũng chỉ là thèm chút của lạ thôi. Chứ tôi thấy con dâu ông nó cũng là đứa tử tế mà. Nhưng cá tính con Yến nó mạnh lắm. Không hiểu là khi nó biết chuyện thì sẽ như thế nào. Này, hay là vì con Yến cá tính mạnh cho nên thằng Toàn nó mới thế? Không thể nói như thế được. Là cái thằng đàn ông mà không quán xuyến được trong gia đình ấy, đã là không chấp nhận được rồi, giờ lại còn ra ngoài bù bịch. Thôi thôi thôi, ông đừng gay gắt quá, kẻo mình định giúp chúng nó lại thành ra hỏng chuyện. Chúng nó lớn rồi, chúng nó biết cách giải quyết chuyện của chúng nó. Bọn trẻ con bây giờ nó sống ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Cho nên tôi không tin rằng chúng nó tự giải quyết được việc của chúng nó. Đã sống với nhau thì sống cho nó đàng hoàng, còn không ở được thì giải tán, không nhập nhằng. Ông ạ, theo tôi, ông từ từ hãy nói chuyện với các con. Mà còn chuyện này nữa, không hiểu tại sao
không hiểu lý do gì. Chúng nó lấy nhau 2 năm rồi mà vẫn không chịu có con. Ngày trước đúng là khi đi làm còn bận nhiều công việc, tôi không để ý. Nhưng bây giờ nghỉ rồi, mới thấy nhiều chuyện bất cập cần phải xử lý quá không ạ? Con ơi con, bố chồng con có bồ á? Bảo có khi ông ấy có bồ chúng mày càng nhàn. Không biết là có nhàn hạ hay không, nhưng mà con với lão Toàn đang loạn hết cả lên đây này. Đấy, mày nhìn đây này. Không. Ôi dồi ôi. Này, đi nhà nghỉ à? Ừ thì bố chồng mày là dân văn nghệ sĩ, tính tình nó thoáng lên thì cũng chẳng sao. Thế nhưng mà bằng tuổi nay rồi mà đi nhà nghỉ không ổn tí nào. Mà Facebook của anh Phương là gì à? Kết bạn với em đi. Này, thế tên nick của anh là gì à? Dạ, tôi là Phạm Văn Phương ạ. Vâng. À, đây rồi. Có đúng là đây không ạ? Dạ, vâng. Em ấn kết bạn này. Anh phải đồng ý đấy nhá. Cà phê đen của bác đi ạ. Đường của chị đâu? À, dạ vâng, vừa nãy bác à chị gọi cà phê đen không đường ạ. Em nhầm, chứ chị không bao giờ gọi nhầm nhá. Cháu nó em nó còn trẻ, thôi bỏ qua rồi nó. Dạ vâng ạ. Thôi cháu đi vào đi. Vào đi. Cháu vào đi. À đây. Chị cái tiền nhé. Anh thông cảm, em cứ kiểu khổ xà tâm Phật như thế đấy ạ. Cảnh ở đây đẹp anh nhỉ? Lần đầu tiên em đến đây mà em thấy cảnh đẹp thật đấy. Ôi, anh ơi, hay là anh chụp cho em mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm nhé. Vào quán đẹp nhé, lại gặp nhân duyên nhé. Dứt khoát phải lưu lại vài kiểu chị, ảnh. Dạ vâng, cô đứng vào đi tôi chụp cho. Dạ. Đứng ở chỗ nào cho nó tiện nhỉ? À. Đây, lấy chụp đi ạ. Thôi được rồi ạ, nhiều lắm rồi ạ, tôi gửi. Có đẹp không anh? Đẹp lắm ạ. Thế vâng. À, vâng, em cảm ơn. Vâng, thì tôi xin phép tôi có việc, tôi phải đi trước. Ok, nhưng mà... Dạ, tôi đi nhá. Dồi, bảo là bị khớp, mà sao chạy nhanh như thỏ thế không biết. Cô à, khổ, cô hiểu lầm bố cháu rồi. Chứ bố cháu không cố tình đâu. Chắc tại ngại quá cho nên tay chân quính quáng ấy. Chứ ông là người văn chương, sách vở, thích tinh tế, lịch sự, kín đáo. Ừ, cô quên mất đấy. Cái hôm ăn hỏi ấy, bố cháu phát biểu vừa sâu sắc lại vừa văn chương. Ôi ôi, cô xưa nay toàn kinh doanh nhà hàng ăn uống, cho nên là mê những người văn chương chữ nghĩa lắm. Đấy, đàn ông phải như thế chứ. Ai như mấy cái lão phàm phu tục tử ấy. Suốt ngày khề khả quán bia quán rượu, xong hơi tí là chửi vung tiếng bẹt liền. Cháu đã bảo là bố cháu văn minh lịch sự lắm mà. Ôi, nghĩ lại, cô mới thấy có khi chính cô mới là người sỗ sàng ấy. Yêu, xấu hổ chết lên được ấy. Không sao cô ạ, miễn là bố cháu vẫn nhớ đến cô sau bao nhiêu thời gian. Mà có khi bên ngoài bố cháu thờ ơ thế thôi, chứ bên trong là ấn tượng lắm đấy. Ôi, thế á? Vâng, cháu giấu cô làm gì. Nhưng mà phải kiên trì cô ạ. Còn cái vụ mỹ phẩm xách tay hôm trước cháu nói với cô ấy, cô nhớ để ý giúp cháu nhá. Thì mày cứ giúp cô đi, có qua có lại chứ. Sau này nếu là người một nhà rồi thì mày muốn gì mà chả được. Cô hứa rồi đấy nhá. Thôi cháu cúp máy đây, chào cô. Ừ, bye.
Lại bày mưu tính kế gì đấy? Anh nghe thấy hết rồi nhá. Đây là cô Sương. Cô Sương à? Hàng xóm nhà em. Cô quá chồng lâu rồi, nhưng mà hâm mộ bố lắm. Từ cái đợt gặp bố ở đám cưới vợ chồng chúng mình ý, mà bố thì đang cần người bầu bạn thích hợp mà. Xem ảnh đi. Ui giời ơi. Thôi thôi, chắc chắn là bố không thích đâu. Với cả đây không phải là gu của bố. Cô ấy nhìn thế thôi nhưng mà khối ông xin chồng cây si cô không cho đấy. Thôi 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 thôi, mấy chuyện tình cảm này em để bố tự quyết định đi. Với cả nhạy cảm lắm, em đừng có lôi ra làm cho đùa. Ơ kìa, em không đùa. Em đang nghĩ cho gia đình mình, nghĩ cho bố đấy. Anh có biết là mấy cái chuyện vợ hai, vợ ba, rồi con riêng, con chung nó phức tạp như nào không? Để đề phòng căn bệnh này thì phương án cô Sương ở đơn thuốc tốt nhất. Cô ấy vừa giàu có, không phải đào mỏ, vừa hết tuổi sinh nở, anh đỡ phải lo cái khoản giúp cha già bế em bé. Bố thì đang cần người bầu bạn, cô lại dư thừa khoản tâm hồn, thích hợp quá cái gì. Em thấy tốt nhất, nhưng chắc gì bố đã thấy tốt nhất. Mà em bỏ ngay cái kiểu áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như thế đi. Suốt ngày tính tính toán toán em thấy mệt à? Ờ, em thế đấy. Còn hơn là việc gì cũng kệ, việc gì cũng thuận cho tự nhiên. Xong đến lúc gây ra hậu quả mới đổ tại số phận. Thôi, em xuống xem cơm nước nào đây. Tôi vừa nói chuyện với ông Hùng. Ừ, hẹn mai rồi. Chắc là mai sẽ nói chuyện về bàn thảo của ông đấy. À thôi, ra ngoài ngồi đi. Không có một mình bày vẽ làm gì cho nó phiền phức ra. Ừ. Bố. Ừ? Mai bố đi ăn buổi sáng hay buổi tối ạ? Để con biết đường cắm cơm. Tối mai. Bố đi mấy người ạ? Ba ông già. Con biết mấy chỗ nhà hàng hay là để con đặt giúp bố ạ? Thôi thôi. Bọn trẻ chúng mày cứ thích những nhà hàng Tây, nhà hàng Tàu. Chán lắm rồi. Bố thích chỗ nào nó đơn giản thôi. Chắc là bố với các chú thích kiểu đồ nhậu đúng không ạ? Thế thì con biết một quán chuyên đồ Tây Bắc vừa rẻ vừa ngon. Con hay đặt hàng đấy cho nên được nhiều phiếu giảm giá lắm ạ. Ờ, đồ Tây Bắc nghe được đấy, đặt cho bố. Thế thì để con đặt giúp bố. À. Này, mày cười cái gì đấy? Không ạ. Ông cứ tiếng là không hay đi ăn nhậu. Thế mà ông kiếm được cái nhà hàng ấy, sành điệu hơn cả anh em bọn tôi đấy. Thì tiếp giám đốc mà lại. Mà hôm nay cho giám đốc được thưởng thức một cái món chưa bao giờ được ăn. Món gì đấy? Xôi trứng kiến. À, đọc đấy. À, ông này, cái bản thảo ấy thì tôi đọc kỹ rồi. Có một điều phải công nhận là nó rất chân thực và xúc động. Thế tôi chỉ băn khoăn một cái điều là nó cũng na ná như là những cái hồi ký thời chiến tranh ấy mà đã từng xuất bản ra thị trường rồi. Ông nói trúng cái điều tôi đang băn khoăn đấy. Vấn đề bây giờ là ta phải làm sao tư tưởng nó rõ ra và cách viết thì nó phải khác lạ đi. Các ông ạ, tôi chỉ ghi chép lại những tư liệu của ông cụ và thêm thắt đôi chút. Còn về tư tưởng và cách thể hiện, có lẽ phải nhờ hai ông. Cái nghề này không nhanh được ông ạ. Để tìm ra được cái chìa khóa của cuốn hồi ký, có khi anh em mình phải nhậu với nhau thêm vài chục bữa nữa chứ. Đúng rồi. Nhưng tôi đảm bảo với ông là nhà sách của tôi sẽ đứng ra xuất bản cuốn hồi ký cho ông cụ. Thế thì tốt quá, cảm ơn ông. Thế là ta gõ đúng cửa, tìm đúng tri kỷ rồi đấy. Đây nào, chén này tôi chúc mừng ông Công là đã thực hiện được ước nguyện của mình. Và mừng tôi với ông Phương tìm được tác phẩm như ý muốn. Dạ, xin mời. Dạ. Em chào các quý anh ạ. Vâng. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là Sương, là chủ nhà hàng này ạ. Dạ, nhà hàng em rất hân hạnh được đón tiếp các quý anh. Dạ, em xin phép được chúc các anh mỗi người một ly ạ. Vâng. Bố ơi. Bố. Chị Thu à? Ơ, Toàn ở nhà đấy hả em? Thì công ty hết việc cho nên em về thôi. Chị qua làm gì đấy? Bố không ở nhà đâu. À, bố hết thuốc huyết áp. Chị tranh thủ ghé mua rồi mang qua luôn. Chị cứ để đấy cho em. Em làm sao thế? Công việc có vấn đề gì không? Thì suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn với đống giấy tờ hành chính. Em chán lắm rồi. Em đang tính là
ra công ty ngoài làm, chị thấy có ổn không? Em đừng có đứng núi này trông núi nọ như thế. Em có biết làm công ty ngoài áp lực kinh khủng như thế nào không? Mà bố phải quen biết, nhờ vả mãi mới xin cho em được vào cơ quan nhà nước. Có phải ai muốn cũng được đâu. Nhưng đấy không phải là việc mà em muốn làm. Em có không muốn thì cũng làm cả 10 năm nay rồi. Bây giờ tự nhiên ra ngoài thay đổi cho vất vả ra à? Bố đi làm bao nhiêu năm, bây giờ nghỉ hưu cũng không tránh khỏi hụt hẫng. Em đừng làm bố suy nghĩ nhá. Em biết rồi, chị uống đi. Thôi em uống đi. Chị không ở liền đây với bố được. Thời gian này hai vợ chồng chịu khó bảo nhau tâm sự với bố nhiều hơn giúp chị nhá. Chị không cần phải lo, chị lo giữ gìn sức khỏe đi kìa. Dạo này em thấy chị gầy lắm đấy. Hay là bị ức hiếp nhiều quá phải không? Em đừng có mà nghĩ ác cảm như thế. Mẹ chồng chị với anh Đức rất tốt với chị. Không ác cảm, nhưng mà nói thật là em không thể nào mà ưa nổi. Thôi, đây, nhớ đưa thuốc cho bố nhá. Chị về đây. Sáng đi vội quá, chưa kịp sơ chế đồ ăn. Phải nói là bà chủ là quá nhiệt tình, chu đáo. Chúc nhà hàng làm ăn luôn luôn phát đạt. Dạ, em cảm ơn các anh. Em chúc các anh ngon miệng ạ. Nếu hôm nay các món ăn hoặc là nhân viên có vấn đề gì mà không vừa lòng, xin các anh cứ góp ý với em ạ. Tôi thấy tuyệt vời rồi. Dạ. Dạ, nhân đây em cũng xin nhắc lại ạ. Dạ, anh Phương là bạn của em ạ. Dạ, chỗ người nhà cho nên là các anh cứ thoải mái. Và bữa ăn này em xin được hân hạnh tài trợ. Chết thật. Ông Phương có bạn quý thế này mà giấu kỹ quá. Kìa ông Phương, cho ý kiến gì đi chứ. À, hay là hai ông bà uống riêng nhau một chén đi. Dạ, thôi em xin phép ạ. Ở ngoài kia em vẫn có khách, mà em ngồi đây cũng lâu rồi. Có gì thì anh Phương sẽ thay em tiếp các anh ạ. Dạ, dạ, em chúc các anh một bữa ngon miệng ạ. Dạ. Cảm ơn nhá. Kinh ấy nhờ. Thảo nào, bữa trước ấy, tôi định giới thiệu cho một đám, thế mà ông cứ dãy đành đạch lên. Ai ngờ đấy, tầm ngầm tầm ngầm, nếu mà đấm chết voi ấy. Thế này à? Thôi, hai ông về trước nhé. Không về còn đi đâu? Tôi có tí việc. À thế chết này, đánh lẻ. Ông chả ý tứ gì cả. Bọn tôi về trước nhé. Về đến nơi nhớ gọi điện nhá. À, rồi. Cháu ơi, cho chú thanh toán. Dạ, cô Sương có dặn bọn cháu là bàn các chú không cần thanh toán ạ. Thôi, cứ cho tôi thanh toán nhanh lên. Kìa anh Phương, chả lẽ anh không cho em mời anh được một bữa à? Cảm ơn cô, nhưng tôi không thích hàm ơn. Ôi, anh nói gì mà nặng nề thế, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Nhưng mà giữa chúng ta không thân thiết. Ôi, thân hay không thân không quan trọng anh ạ. Không biết anh Phương thế nào chứ em đã sống một mình gần 10 năm nay rồi, buồn lắm. Bạn thì em không thiếu, nhưng mà không phải là ai em cũng thích đâu. Mẫu người lịch lãm như anh Phương là em quý lắm đấy ạ. Em thì em vốn thẳng tính, em nghĩ là bây giờ tuổi mình cũng chả cần phải màu mè làm cái gì. Anh Phương hôm nay đến quán em chắc không phải là vô tình. Anh thể hiện như vậy em vui lắm ạ. Anh cứ ý tứ như vậy thì để em nói thẳng luôn cho đỡ mất thời gian nhá. Anh tự do, em tự do. Nếu anh Phương mà ưng ấy thì chúng mình có thể làm bạn. Cô, tôi không có nhu cầu tìm bạn. Cô đừng chèo kéo như thế. Ông Phương, chính con dâu ông nói, ông mới nghỉ việc, buồn, thiếu người bầu bạn tâm sự, nhưng mà ông ngại, cho nên ông mới nhờ nó đánh tiếng với tôi. Thì tôi mới chủ động dẫn tới chứ. Cô nói cái gì? Ông về mà hỏi cái Yến đi. Trước hết bố cảm ơn cái Yến. Nhưng còn từ nay, nếu như bố có ai ngoài mẹ thằng Toàn thì bố mong là các con không can dự vào. Nhưng con thấy mẹ mất lâu rồi ạ. Bố cũng nên có một người bạn. Nếu bố có ai thì bố sẽ nói. Lựa chọn ai
thì bố sẽ quyết định. Còn bây giờ thì bố chỉ muốn nghỉ ngơi để bố làm những việc mà trước đây bố chưa kịp làm. Hai đứa nên tự lo cho cuộc sống của mình. Cái gì sai thì sửa. Vợ chồng sống với nhau phải chân tình thì mới bền được. Nhưng cô Sương có gì không tốt ạ? Tuổi tác phù hợp, điều kiện kinh tế cũng tốt. Mà cô lại hâm mộ bố nữa. Lúc nào gặp con hỏi thăm bố tíu tít. Với cả là cô ấy cũng chỉ cần có một người bạn thôi, không cần phải cưới xin gì cả. Mà nếu bố có muốn tiến xa hơn thì bọn con cũng ủng hộ ạ. Con thấy Yến nói cũng đúng đấy ạ. Nếu mà bố muốn tiến xa hơn ấy, thì con với cả chị Thu cũng thấy chẳng có vấn đề gì cả. Ngày trước bố con đi làm thì không sao. Bây giờ bố nghỉ làm rồi, cũng nên có một người bạn tử tế để bầu bạn. Thực ra cái này đáng lẽ anh Toàn phải nói trước với bố. Nhưng mà thực sự thì bọn con rất lo cho bố. Xã hội bây giờ mấy cô che trẻ là thích lợi dụng mấy người lớn tuổi để bòn rút lắm đấy ạ. Phức tạp lắm ạ. Chúng mình nói cái gì? Nói thẳng những suy nghĩ xấu xa trong đầu chúng mày ra. Nói đi. Dạ thì chuyện bố vào nhà nghỉ đấy ạ. Cũng may là bọn con nhìn thấy đấy ạ. Chứ để người ngoài nhìn thấy người ta quay lên mạng thì nói chung là mất thể diện lắm bố ạ. Nếu như không phải là cô Sương thì con nghĩ bố cũng nên tìm một người nào đó cho phù hợp với cả độ tuổi, với cả trình độ của bố. Bố lại còn bị huyết áp cao nữa. Chuyện bố có bạn ạ, chúng con đều biết cả. Nhưng mà thực sự là con không thể chấp nhận được đâu ạ. Thế chúng mày nghĩ rằng cứ vào nhà nghỉ là có chuyện bất chính à? Hả? Ai cũng biết vào nhà nghỉ làm gì mà bố. Con nghĩ bố cũng nên thẳng thắn ạ. Với lại con nhìn thấy cái tất chân của cô ta ở trong túi quần của bố đấy ạ. Cái gì? Cái tất chân đấy à? Dạ vâng ạ. Cái tất chân là tôi nhặt được ở cái ghế đằng sau hôm anh lái xe về đấy. Bơ phận. Nói, cái tất đấy không phải sản phẩm của bố, càng không phải của em. Thế là của đứa nào? Anh làm gì với con nào trên xe ô tô? Hả? Em bị điên à? Anh làm gì đến cái mức bệnh hoạn thế? Thế cái tất tự mọc cánh chui vào ô tô của anh à? Tự nhiên nhắc anh không thể nào mà nhớ được ấy. Nhưng mà anh thề với em ấy là anh không làm bất cứ trò gì trên xe hết. Còn tại sao tất trên xe anh thì chưa nhớ thật? Anh lại còn cãi à? Anh thấy tôi bận rộn hàng hóa, anh tưởng tôi mù đúng không? Không. À, anh nhớ rồi. Bình tĩnh đã, đừng có nôn ra xe. Muốn nôn ra rồi, nôn ra đây này. Ôi, xin nôn hết ra người. Em ơi, kinh quá. À, đông. Gì? Em về đông. Ôi. Em đông. Là không cái dạy nào, cái dạy nào. Vì có 200.000 bạc mà phải khổ ngay. Chắc chắn là của con bé đấy. Nó còn mang hoa quả đến cảm ơn anh mà. Thế tại sao anh bảo không biết? Thì anh có nhận quà đâu mà biết. Chắc là bố nhận. Bố lại nghĩ anh là có vấn đề gì linh tinh ở ngoài. Nhưng mà tại sao nó biết nhà mình? Em hỏi thế thì đến bố anh cũng chẳng biết. Chỉ biết là ấy, nó mượn điện thoại của anh để gọi cho người nhà nó khênh nó vào. Còn nó truy đến đâu ấy, thì anh cũng chẳng hiểu nữa. Mà bố cũng buồn cười cơ. Cái chuyện cần hỏi thì không hỏi. Đằng này lại cứ tâm thầm suy nghĩ cho mặc định cho anh là như thế. Mệt quá rồi anh ngủ ấy. Này. Cái gì? Chưa ngủ được, em chưa giải quyết xong đâu. Anh nói thật nhá, em đã không tin anh rồi ấy, thì anh có giải thích đến thế nào đi chăng nữa cũng bằng thừa thôi. Anh đi ngủ rồi. Dậy, thay quần áo đã. Dậy. Rồi. Khổ quá. Thế mẹ hỏi mày nhá, người ta đã lịch sự mời một bữa cơm, rót rượu xong tránh ra một chỗ để cho mấy ông thoải mái. Như thế là còn chưa tinh tế à? Mẹ biết tửu lượng của cô Sương á, có thể hạ gục được ba người đàn ông kiểu như thế. Chẳng qua là cô ấy thích bố mày, cô mới phải chịu như thế. Chứ ở ngoài đời á, đầy người đàn ông để ý đến cô ấy, cô có thèm để mắt đến ai đâu. Thì mẹ biết, con biết, nhưng mà bố chồng con có thèm quan tâm đâu. Hay là tại cô Sương điệu đà quá nên bố chồng con ngứa mắt nhỉ? Thế bố chồng mày có phải là đàn ông không? Hả? Trên đời này phụ nữ không điệu thì còn cái giống gì điệu nữa. Thôi đi, chán lắm.
Mệt. Bảo ông đi tìm mối khác đi. Chấm hết. Không được. Sinh ơi. Chào bà. Bà sang đây à? Chào các cô ạ. Ôi. Chị Yến. Mày vào đây. Mày cũng ở đây à? May quá. Cầm mấy gói trà ngon để về cho bố nhé. Ui Xính Xính, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào lịch thiệp như bố chồng cái Yến đâu. Ôi, một người đàn ông rất đáng trân trọng nhá. Cô ơi. Hả? Cháu tưởng là bố cháu làm cô tổn thương sâu sắc chứ ạ. Mày nghĩ cô mong manh như thế á? Nhưng mà quả thực lúc đầu mình cũng bực mình. Nhưng ông ấy càng thẳng thắn thì mình lại càng thấy cảm tình. Người đàng hoàng chính trực như thế bây giờ khó kiếm lắm. Chứ còn cái loại đàn ông mà cứ bạ đâu gạ đấy á. Đây. Thế còn cái chuyện hàng họ ấy mà cứ tiến hành đi. Cô tạo điều kiện cho. Ui. Dạ. Mà cháu đã nhắc cô rồi. Gu của bố cháu là thích nhẹ nhàng tinh tế. Cô đừng dạn dĩ quá cô nhá. Mày định nắn cô đấy à? Ê. Không. Ai lại thế. Nhưng được rồi. Cô nghe mày. Vì đại cục Xính nhỉ. Thôi. Bây giờ cô về cửa hàng đây. Nhớ mang trà về cho bố. Nhưng tạm thời nói là không phải của cô nhá. Vâng ạ. Mà cô vào nhà uống nước đã. Thôi, lái xe đang đợi ngoài kia rồi. Mình về nhá Xính nhá. Thế ba về nhá. Chào cô ạ. Về nhá. Này nhá. Con và bố chồng đang giận nhau. Bây giờ ông mà biết con nối giáo kiểu này là chết với ông ấy, không đùa đâu. Thế mẹ bảo con phải làm sao? Không nhận lời cô Sương làm sao cô cho con nhập hàng gối nợ? Thì biết là như thế. Nhưng mà cũng phải khéo khéo nịnh. Rồi ông còn cho mang hàng vào nhà mà bán chứ. Rồi rồi mẹ yên tâm. Đấy là nghề của con. Chuyên gia tư vấn khách hàng mà. Đi. Thực ra là em có ý tốt. Hóa ra là rủ chị đi mua đồ để nịnh bố. Thế không nịnh chồng à? Em bị bố giận đấy. Nhưng mà ông Toàn cũng say lè lè ra. Đón ai không đón, chở ai không chở. Nhè đúng cái đứa say rượu. Cậu ấy còn bận đi làm, lấy đâu ra thời gian mà đón chở ai nữa. Anh ấy bảo là bạn ạ. Chị Thu, chọn giúp em đi. Em mà không chuộc lỗi được với bố, em chết đấy. Cái này được đây này. Màu sắc nhã nhặn, chắc là bố thích đấy. Chị thấy đẹp thì bố cũng thấy đẹp. Chứ em mà chọn kiểu gì bố cũng chê. Chuyệt cái này nhá. Ừ, lấy cái đấy đi. Này, hình như em có điện thoại đấy. Chạy. Bà Xính này. Có khi là tôi dừng cuộc chơi thôi. Tôi tưởng cô kiên quyết lắm cơ mà. Sao? Vừa mới vào cuộc mà đã tim đập chân run thế cơ à? Tự dưng tôi cứ thấy không tự tin lắm. Cứ nghĩ đâu đâu ấy. Ôi giời ơi, việc gì mà phải thiếu tự tin. Nói thật ra nhá, để mà so sánh á, cô còn hơn Sơn ông Phương ấy chứ. Cô có biết không, cô vừa xinh đẹp lại vừa có tiền. Việc gì mà phải thiếu tự tin. Thôi, không phải suy nghĩ gì nữa. Tự tin lên nhá. Cô Sương bây giờ lại thiếu tự tin anh ạ. Thế à? Mà suy đi tính lại ấy, ông thông gia nhà em á, ông ấy rất là men lì. Thế cho nên là cô nào gặp lần đầu chả thiếu tự tin. Hay nhỉ. Anh rủ em đi chơi mà em cứ thông gia nhà em là thế nào? Anh lạ thật đấy. Tại sao lại đi ghen với cả thông gia nhà em cơ chứ lị. Lại còn dỗi nữa. Thôi dỗi thì về đi. Anh
không về thì em về đấy. Ơ chết chết, nơi này em có làm sao không? Khổ quá, đi đứng phải cẩn thận chứ. Anh xem nào. Tôi không quan tâm. Xót xa quá. Thế không dỗi nữa à? Không. Chuyện tế nhị như thế, hai đứa phải tìm hiểu thật kỹ chứ. Em tìm hiểu kỹ lắm rồi. Cô ấy tính rất cởi mở, mà có khi trái dấu lại hút nhau ấy. Cho em gửi. Cảm ơn. Nhưng bố đã không thích thì hai đứa đừng có cố nữa. Chưa kể bố lại là người khá kỹ tính. Em mai mối cho bố cũng chỉ vì thương bố cần người bầu bạn. Hay là chị không muốn? Khi mẹ mất, chị nghĩ chắc khoảng 3 năm thì bố sẽ đi bước nữa. Nhưng chị đã nhầm. Bố đã quyết định. Và chắc chắn bố sẽ không thay đổi đâu. Em thì lại nghĩ khác. Bố không thay đổi chỉ vì bố chưa tìm được người thích hợp. Miễn là chị và anh Toàn đừng phản đối bố là được. Alo, em nghe ạ? Dạ, mấy giờ ạ? Vâng, vậy anh cho địa chỉ quán đi, em sẽ đến ạ. Dạ vâng. Anh nào mà chị nói chuyện nhẹ nhàng thế? Một người bạn mở nông trại giáo dục nhờ chị mấy việc ấy mà. Tốt, không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền được. Kiếm tiền gì đâu, chỉ là tư vấn thôi. Em cứ thấy chị ngại ông Đức thì có. Chị cứ nghe lời mẹ con anh ấy quá thành ra thiệt thân đấy. Đi làm lại về vùi đầu vào cơm nước. Phụ nữ lấy chồng chả lo cơm nước thì làm gì đây. Đi tập này, cà phê với bạn bè, thậm chí là kiếm tiền. Mà em thấy cái vụ tư vấn ấy có tiền đấy. Ơ kìa, em nói không đúng à? Đây nhá, chị xác định đẻ mỗi cái hạnh thì bây giờ là lúc chị xả hết năng lượng của bản thân đi. Lúc chỉ được cái hay ghen vớ ghen vẩn rồi. Bố ơi, hôm trước giặt quần áo, con thấy mấy cái áo của bố sờn hết cổ rồi. Con mua tặng bố cái áo khác. Cái này chất thoáng, mặc thấm hút mồ hôi tốt lắm bố ạ. Con mua thêm cả mấy đôi tất chân nữa. Bố xem này, bố có ưng không ạ? Con xin lỗi bố vì chuyện cái tất chân ạ. Thực sự là chứng cứ rành rành ra như thế cho nên con mới hiểu nhầm. Chứ con không có ý gì nghĩ xấu về bố đâu ạ. Còn chuyện của cô Sương, đúng là con có hơi láu táu, làm bố phải gặp phiền phức ạ. Nếu đã biết là sai thì lần sau đừng có tái phạm nữa. Một lời xin lỗi chân thành còn hơn là mua 10 cái áo. Lần sau đừng có mua nữa, lãng phí nhé. Vâng ạ. Nhưng đã mua rồi mà không nhận thì còn lãng phí hơn. Con chọn đúng màu bố thích đấy ạ. Tí bố thử xem có vừa không bố nhá. Ừ. Tiện đây thì con cũng có chuyện muốn nói với bố ạ. Vợ chồng con đang muốn bán mỹ phẩm qua mạng. Bố thấy thế nào ạ? Làm ăn thì tốt, nhưng phải quan tâm đến uy tín, tới chất lượng của sản phẩm. Con hứa là sẽ không bán hàng cho người quen của bố đâu ạ. Điều đó thì không còn quan trọng nữa, bởi vì bố nghỉ hưu rồi. Thế thì tốt quá. Bố ơi, bố cho bọn con dọn dẹp lại phòng của chị Thu để làm chỗ bán hàng bố nhá. Để làm kho. Khách khứa đến chơi còn phải có chỗ nghỉ chứ. Nhưng mà thôi, nếu hai đứa quyết tâm làm ăn thì sắp xếp cho nó gọn gàng vào nhé. Dạ vâng ạ. Bố ơi, con đi nấu cơm đi bố ạ. Lại có chàng lợn chứ gì. Chàng lợn mắm tôm bố nhá. Thank you.
được bố đồng ý cho bán hàng cái là đi liên hoan được ngay. Chứ còn gì nữa, mà liên hoan như thế này là còn nhẹ tay với anh đấy, không mà lại phải bít tết với rượu vang nhá. Nhưng mà ban ngày em bán hàng, chiều tối về lại cơm nước ở nhà, bây giờ còn bán hàng online nữa, liệu em có khan được không? Thì anh phải giúp em việc nhà chứ sao nữa. Anh chạy xe nhà hơn em cơ mà. Anh vẫn giúp em ấy thôi. Chẳng qua ấy, là anh sợ vợ vất vả thôi. Em không sợ vất vả, chỉ sợ nghèo thôi. Mình có nghèo đâu. Nhưng cũng đâu có giàu. Em không muốn hai vợ chồng mình cả đời đi làm thuê, bán thời gian, bán công sức, rồi cuối tháng chỉ nhận được vài triệu đủ tiêu. Bây giờ em mở hàng online, tuy là buôn bán thêm, nhưng mà nếu thuận lợi thì em muốn mở cửa hàng mà tự mình làm chủ. Anh băn khoăn điều gì à? À không, em làm cái gì anh cũng ủng hộ cả hai tay. Em đã tính kỹ rồi. Vốn nhập hàng ban đầu thì cần khoảng 100 triệu. Vợ chồng mình có 50 triệu rồi. 50 triệu còn lại thì em đã nói với cô Sương cho mình nợ gối đầu, rồi bao giờ bán được hàng thì trả dần. Nhưng mà... Anh làm gì còn đồng nào đâu. Em đã tính kỹ rồi, còn nhưng nhị cái gì? Không, em không bảo là anh phải đưa. Cái em đang bàn là cái khoản dự trù ấy. Nhỡ khi nào có lô hàng tốt thì mình còn ôm, hoặc là bao giờ cần nhập hàng tiếp thì còn nhập chứ. Hay là anh vay bố 50 triệu nhá. Sao không nói luôn với bố trong bữa cơm ấy? Nhưng mà anh là con trai, nói dễ hơn. Anh không muốn lằng nhằng chuyện tiền nong đâu. Chán anh thế. Nhờ một tí cũng không làm được. Hay là em vay chị Thu nhỉ? Nhà ông bà ấy làm gì còn tiền. Vừa phải vay bố mấy trăm triệu để sửa sang cửa hàng. Vừa của anh là gần được một năm rồi đấy. Chẳng qua là ông Đức quản chặt. Bây giờ mình mà không tìm ra lý do chính đáng, còn lâu ông ấy chịu nhè. Em không biết đâu đấy. Anh đi mà nói với bố, không là em vay chị Thu đấy. Thôi được rồi, để anh lựa lời rồi nói với bố. Nhưng mà không phải là được luôn và ngay đâu đấy. Bây giờ nói với bố xong, bố ấy nhắc anh chuyện công việc, mệt lắm. Thì em cứ bàn trước với anh thế thôi. Mai nhớ dọn phòng của chị Thu giúp em nhá. Được rồi. Thôi ăn đi. Ăn đi, ăn ngao nhá. Ừ. Sao chưa đi làm? Không nghỉ à? Sáng nay con xin nghỉ làm ạ. Để dọn phòng cho Yến bán hàng ạ. Chiều con lại lên cơ quan đấy bố. Ừ. À bố ơi. Sao không nghe? Môi giới bất động sản đấy mà bố. Này bố bảo này, bây giờ còn trẻ, chưa con cái gì, cố gắng học thêm lấy cái bằng thạc sĩ. Sau này có muốn thăng tiến nó cũng dễ. Ôi, con bận bù đầu lấy đâu có thời gian mà học hả bố? Thì đấy là tao cứ nói thế thôi. Alo. Lúc nãy bận quá không nghe điện thoại được. Sao? Chạy ngay bây giờ á? Được, anh nhận nhá. Bố đi đâu bây giờ ạ? Con cũng đi à? À, hôm nay ở trên cơ quan của con có việc gấp, cho nên là con phải đi ạ. Hay là để con gọi taxi cho bố đi nhá. Thế cũng được. Dạ vâng ạ. Ê, đồ này con phải chịu khó ăn uống nhá. Bố hơi gầy đấy. Gì chứ việc ăn uống ấy thì bố mẹ không phải lo. Con gái bố mẹ chỉ sợ thừa cân thôi. Ê, gặp mẹ này. Con à. Ừ. Mẹ có bạn sang bên đó mẹ gửi sang ít quà. Đây, toàn miến nhá. Mộc nhĩ nấm hương cả lạc đây này con này. Ăn đặc sản Việt Nam thôi. Con giúp mẹ biếu hai bác chủ nhà nhá. Thật đấy ạ? Thế thích quá còn gì nữa. Ừ. Mà con đi học nữa nhá. Để lát con về hỏi lại mẹ sau nhá. Bye bye. Ừ, mẹ chào con nhá. Giữ sức khỏe con nhá. Chào con. Bằng tiếng là con gái xa nhà, chả nhớ bố mẹ gì cả. Gọi điện thoại cứ nhanh nhanh chóng chóng thì là tắt máy. Mà chiều nay em không bận gì chứ? Không. Hôm qua về muộn, mẹ phàn nàn, đau hết cả đầu. Mà cái chuyện lên trang trại mà, khi em đừng nhận nữa, mất thời gian. Em đã nói với anh rồi mà. Anh Vũ trưởng khoa của em đang muốn xây nông trại giáo dục. Anh ấy nhờ em tư vấn thôi.
Nhưng mà có tiền không? Anh em đồng nghiệp, tiền nong gì? Thế thì bớt hàng hái đi. Ừ. Tập trung lo việc nhà chứ đừng có chảnh mảng quá thì mẹ phàn nản đau đầu lắm. Anh với mẹ suốt ngày cửa hàng quần quật rồi, mệt mỏi lắm rồi. Mà thống nhất là em làm việc nhà nước để có nhiều thời gian chăm lo việc nhà. À, hóa ra cái bà Sương hôm nọ ở cửa hàng là do con Yến nó mai mối cho ông à? Nhà ông mà viết chuyện chắc sẽ được một tuyển tập truyện hài đấy. Đúng là vớ vẩn. Mà sao bạn ông lâu thế? Bảo 9 giờ hạ cánh. Từ sân bay về đây thì chắc phải về lâu rồi chứ. Ừ. Để tôi gọi xem sao. Ừ. Không tôi nghe máy. Ừ. À, đây rồi. Đây. Ôi, ông Phương. Chào anh. À, chào. Đây là ông Tiến, bạn tôi. Cũng người Hà Nội đấy, nhưng bây giờ định cư trong Sài Gòn. Và đây là ông Công, cũng là ông bạn, ông hàng xóm. Này, làm gì mà tôi gọi không nghe thế hả? Ông gọi cho tôi á? Ừ. Sao tôi không thấy nhỉ? Để tôi xem nào. Tôi chết rồi. Tôi để quên điện thoại trên xe rồi. Ừ. Đây, tôi mượn cái điện thoại này. Đây, đây, đây. Tôi điện cho tài xế bảo nó quay lại. Ừ. Ôi, lưu tiên tôi là Tiến ở. Thì đúng rồi cái gì đây. Alo, có phải cháu là lái xe vừa chở chú ở sân bay về không? Phải rồi, chú quên. Mày rồi. À, vậy thì cháu cứ quay lại hộ chú nhá. Mày quá, cậu cũng vừa chạy qua đây một đoạn. Đấy. Tuổi già nó khổ thế đấy, lú lẫn, nhớ nhớ quên quên. Cái gì mà không gắn vào người thì đều quên hết anh ạ. Lát nữa thì có quên ăn phở không? À. Ông biết không, mỗi lần ra Hà Nội đều bắt tôi đưa đi ăn phở. Sáng phở, trưa phở, chiều cũng phở. Ông bảo đấy là vị Hà Nội. Mình uống cà phê ạ? À? À không. À, anh nhờ em cái này được không? Bây giờ em cầm điện thoại này vào đưa chú mặc vest xanh đi ạ. Của anh đấy. Ồ, thế sao anh không tận tay đưa chú ý ạ? À, hay là như này. Em cho anh gửi cái điện thoại này ở quầy. Khi nào mà chú ý tính tiền ý, thì em đưa chú cho anh. Không được đâu anh ơi. Chúng em không được nhận gửi những cái đồ đắt tiền như này đâu. Lỡ mất một cái chúng em làm cả tháng cũng không có tiền để trả ấy ạ. Thôi em xin phép anh ạ. À đây rồi. Ui giời ơi, may quá, mất công cậu quay lại. Cháu gửi chú ạ. Ừ. Đây, có chú sang xe. À, cháu cảm ơn ạ. Bố. Đi uống cà phê à? Vâng. Cơ quan anh tinh giản biên chế, tại sao không nói gì với tôi? Bố về hưu rồi. Biết có giải quyết vấn đề gì đâu. Về hưu rồi thì tôi không phải là bố anh nữa à? Hả? Tôi không có quyền được biết anh bị đuổi việc à? Có mỗi cái công việc hành chính đơn giản đấy mà cũng bị đuổi. Không còn ra cái hệ thống gì cả. Việc con làm thì con chịu. Chạy xe thì đã làm sao ạ? À? Nếu như con làm đều, lương còn cao hơn chỗ bố xin. Anh nói thế mà không biết xấu hổ à? Hả? Tôi không nói đến vấn đề lương cao hay lương thấp. Nhưng vấn đề là mình phải có tự trọng. Người ta đã muốn đuổi thì tự trọng thì để làm gì đâu ạ? Bố nghĩ là con không biết nhục à? Nhục á? Nhục thì tại sao không phấn đấu? Tôi không đòi hỏi anh phải có chức này chức nọ. Nhưng làm thằng đàn ông ấy, sống phải biết ngẩng cái đầu lên. Đã bao nhiêu lần tôi nhắc anh đi học đi. Một cái bằng đại học chưa giải quyết được việc gì cả. Nhưng anh cứ lười. Nếu mình có bằng cấp, có chuyên môn, làm việc tốt thì đến khi tinh giảm biên chế, họ sẽ cân nhắc. Mà tôi cũng chả hiểu tại sao. Từng ấy thời gian làm việc, anh không học hỏi được cái gì à? Không kết thân được mối quan hệ nào à? Hả? Đồng nghiệp chỉ ở trên cơ quan, bố nghĩ là họ ai cũng tốt à?
họ không tốt. Nhưng tại sao họ không bị đuổi, còn anh thì bị đuổi? Sống mà không có tập thể thì bị đuổi là đúng thôi con ạ. Vậy thì bố đừng có phàn nàn nữa. Con cũng chẳng tiếc gì cái công việc đấy đâu. Công việc thì nhiều, tiền thì ít, mà còn đau hết cả đầu nữa chứ. Mày đừng có lý sự cụt. Thử hỏi rằng, có bao giờ mày làm một cái công việc gì mày toàn tâm toàn ý chưa? Hay là chỉ nửa vời? Sống thì hời hợt, hiếu chiến tiên thủ. Bố, con đây ạ. À? Dạ. Dạ vâng ạ. Con ra ngay. Bố sang đây đi ạ. Bố đang uống cà phê đầu ngõ, rủ em ra uống cùng. Không hiểu là có chuyện gì nhỉ? Có gì thì bố nhắn tin hay gọi điện thoại. Mà thôi, anh không uống với bố đâu. Anh phải ra ngoài cửa hàng, mỗi mình mẹ ngồi đây. Cất cái này đi. Với con, mọi việc thì có vẻ đúng. Nhưng với em con thì bố đã sai hoàn toàn. Có chuyện gì thế bố? Con thấy mọi việc đang tốt dần lên mà. Em toàn làm cơ quan nhà nước. Cô Yến thì kinh doanh buôn bán. Tuy có ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình, nhưng con nghĩ bố nên thông cảm cho hai đứa bố ạ. Bố đã biết thằng Toàn không hề thích hợp làm việc trong công ty tư nhân, cho nên mới phải xin xỏ cho nó làm việc ở trong môi trường nhà nước cho nó ổn định. Từ bé, nó đã được chiều. Mẹ con chiều nó quá. Cái gì cũng làm hộ nó, cho nên nó không làm được cái việc gì cả. Bố nói, cứ như là em Toàn bỏ việc ấy. Không phải là bỏ việc, mà là bị đuổi. Sao ạ? Em Toàn bị đuổi việc ấy hả? Bố không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì nữa. Đã biết có tinh giản thì phải cố gắng mà thay đổi. Ở đâu người ta chẳng ghi nhận sự thay đổi, sự cố gắng. Con nghĩ hay là có lý do nào đó. Bố cũng chả biết phải làm gì với thằng này. Hôm nay trước mặt bạn bè, nó làm cho bố cảm thấy nhục. Ai cũng nghĩ rằng là con cái của mình thì công việc đàng hoàng tử tế rồi. Nhưng có biết đâu rằng thằng con trai bỏ việc, chạy xe kiếm tiền ở ngoài đường mà bố không hề hay biết gì hết,